lên em nhá. Xây ra đầu tiên. CV thì sao? CV thì sao? Wow, let's go. CV thì sao? CV thì lắm. Khỏi cầm bánh quy, đừng nghĩ không có hết mana đâu. Đừng muốn cầm 5%, có tại đánh giải 5% thì ngon lắm. Đánh giải cầm cái 5% này nó lời spell á, kiểu cuối game hay giữa game á. Tại thường đánh giải á, mấy con sụp con nào nó cũng cầm 5% á, chứ nó lên cái dây cooldown nữa, mình không có cầm 5% á, nó cứ giữa game nó cứ bung lát nó giết mình. Bung lát nó giết mình xong rồi cái mình ấy là hai đứa đều xài cùng lúc á, rồi nó có trước mình 30 giây á, xong nó tận dụng cái thời gian nó lần sau chơi mình. Nên được thì cầm cái này trừ 45 giây cho nó hồi lát sớm để tránh bị focus. Con lát mà thả diều nó ngập luôn quá chứ, khó chịu chưa, uống CV khó chịu chưa, hơn cái kênh sự thật chưa, kênh sự thật đánh CV toàn farm thôi, cứ ôm farm á, giống như đánh mấy đội yếu mình sẽ muốn không thì bật cái e rồi mà ta chậm á, lo nói chuyện chuẩn bị đắp mấy thuật ra chơi nào. Xin CV thì sao nhờ? CV bên kênh sự thật có BK như vậy không? Hay là farm 2-3 đồ bắn cho anh em? CV của Đơ là BK, là chay. Đơ nghĩ là trong thời gian năm nay anh em sẽ không thất vọng đâu anh em ơi. Thiệt, Đơ nghĩ game đánh thì sao anh em sẽ không thất vọng đâu. Giỡn hoài, giỡn hoài mấy ní. À, còn máu. Ai, phải lát dở rồi, phải lát trước chứ ta. Để nó lát dở. À, phải lát đợi dở. Đợi hai lần, à đợi chết rồi. Đợi chưa mắc bình, tiếc ghê. Không phải lo nói chuyện quá, không có tập trung á, kiểu không có tính spell nữa chứ để biết nó có lát được xử lý khác rồi nãy không có lo nói. Xem ra cũng không cần bánh quy cho lắm, có tối không có cũng không sao. Anh đánh CV có hay hơn mất không anh? 606 phút 14 phần 135 ghép. Ai biết hay hơn hay không đâu. Nè tới mấy thuật E nè, kéo nè. Đó. Quý vị linh đâm to dữ vậy trời. Á à, tiếng nó chết rồi. Linh ra, phải linh ra, phải linh ra. Dạ dạ dạ. Con sắp biết chơi, dễ chơi game hả? Xùa luôn. Easy chưa?
Để bữa nào để cái clip cái kênh sự thật ra clip CV, chứ giờ tôi ra clip trước á, để mốt kênh sự thật ra clip CV tôi coi đánh CV sao. Với lại ở đây thì cũng gần 800 điểm, còn kênh sự thật thì gần gần ấm bala si bum gì đó. Không, nó là thật mà anh em, giống như cái đơn giản cái chuyện mà mình vô trên team á, mình trên team với mình vô trên team nó hầu như là các team team mạnh team yếu gì á, vô trên team đa số toàn quýnh lộn không à. Cái hầu như tôi vô trên tôi quýnh lộn, mà bên kia nó cũng vậy á, kiểu nó quýnh lộn nó sẽ giống như tôi chơi gank tôi cũng vậy, tôi cũng lên PK, kiểu tôi biết PK tôi cũng PK nữa, để cho mình vô lõi mình vô giải mình sẽ hạn chế những cái pha đó, hoặc là mình sẽ hiểu rõ hơn cái pha đó mình nên làm gì á. Cho nên hầu như những trận trên những trận nó răng là tâm lý tuyển thủ nó thoải mái á, nó muốn làm gì làm à. Còn vô đánh giải thì cái tính chất trận đấu nó khác, kiểu nó có khán giả coi, nếu mà đánh dở hay đánh ngu quá sẽ bị chửi đúng không, còn tôi đánh răng thì thua thì chơi game mới thôi, trừ khi kiểu đang có hứng leo răng quá thì mình quan trọng chuyện thắng thua, chứ hầu như tuyển thủ thì nó không quan trọng chuyện thắng thua cho lắm, đơn giản nha, đánh đơn giản á, còn giống như đua server ngân hàng thì quan trọng á, tập trung nhá. Ủa sao em không máu, máu em đâu, gặp Senna kèo dễ quá em không mua máu hả, nghe mày là lừa hái à, tìm nó máu giấy à, sát thủ thôi. Dùng mì nỉa chiến chay lỗ cũng bay ra chay chiến thì ai da lỗi rồi, đừng đúp nha, đứng trên hai mắt biến về đó. Đỡ ẩu, anh em nhấn like subscribe đỡ kênh đỡ nha anh em. Ủa sao có con gíp vậy? Ủa? Ủa sao con một con gíp nó lại đi 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 trước mấy con gíp kia nhiều quá vậy? Đâu có chuyện gì cản gíp đâu ta? Rồi hết game phải chết ba nha. Ủa? Thì G của anh đâu liên quan, G của anh thì gíp nó vẫn chạy thẳng thôi. G của anh đâu liên quan đâu. Hết game chết ba, hết game chết ba. Vậy thôi. Vậy không? Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đồng sứ giả đi anh em ơi. Đợt hợp mình giờ lay cũng hơi sida, đợt hình nó lay mạnh à. Đừng qua game, đừng qua game. Tìm mình đánh ghê vậy. Được đấy, được đấy. Xù luôn vậy mấy anh trai. Phải, xù sớm vậy. Anh em nhấn like share kênh cho tao nha. Rồi đi đợi chết pha. Đợi chết pha cái pha cái pha CS cái. Nè. What game? Game gì vậy?
À, ở đủ này này có luôn hả? Phải nồi giờ mới biết nha. Cộng một kiến thức nha. Là con ghép nó tốc độ chạy nó là 427, khi mà nó dính đam thì nó sẽ bị giảm tốc độ chạy. Nè, 439 là tốc độ chạy nè. Cái này bị dính đam và bị giảm tốc độ chạy nè. Á đù. Có luôn hả? Có luôn hả chứ. Không phải G làm chậm mà là mình gây đam lính thì lính nó sẽ đi chậm. Vậy rồi. Ok, lỗi đờ thiếu kiến thức chứ không phải lỗi game. Sao lơ coi nè. Coi ra nè. Vậy ra giật mình luôn chứ, đâu có lính nào bên đây đâu mà chặn lính coi nè. Vãi nồi.